Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và Trinh xin cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian theo dõi kênh của Trinh trong suốt thời gian vừa qua và những tình cảm của quý vị dành cho Trinh, Trinh rất trân trọng. Tối nay thì Trinh xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mợ Lim, nhà phú gia của tác giả Trúc Lin. Và tối nay cũng chính là tập cuối của bộ truyện này quý vị nha. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Mợ Lim, nhà phú gia, tập 4. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Còn Xuân Lý, sau khi liều mạng cãi chày cãi cối, chối phăng hết mọi chuyện, cũng không thay đổi được sự minh bạch mà hắn mong muốn. Hắn liền dùng khổ nhục kế, nhất quyết thẳng tắp quỳ bên ngoài cửa phòng ngủ của hai người, nói rằng nếu cô Diều cũng hiểu lầm hắn thì hắn sẽ quỳ cho tới khi nào không chịu nổi mà chết đi mới thôi. Hắn nói nếu cả cô Diều cũng quay lưng với hắn thì đời này hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Nhưng hắn quỳ đến trời sập tối cũng chưa thấy cô Diều bước ra năn nỉ an ủi hắn như mọi khi. Bởi lẽ từ độ cô Diều trở về nhà, trong lòng luôn vướng mắc chuyện bên nhà ông phu nhân lúc chiều. Mặc dù Xuân Lý có chết cũng không chịu nhận mình đối đãi vô ơn với gia đình ông giáo tướng, không nhận mình đứng sau việc xúi dục người muốn trả thù Mợ Thu, chứng minh hắn chẳng phải hạng tiểu nhân ăn không được thì phá cho hồi. Nhưng mỗi một chuyện hôm nay cô chứng kiến đều rõ ràng tới mức trần trụi trước mắt mọi người. Cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm hắn ta. Lòng dạ người này sâu như vậy, lại có kiểu sống phản phúc không kể nhân tình, thì biết đâu một ngày đẹp trời nào đó cả nhà quan tri huyện lại trở thành gia đình thứ hai bị hắn giẫm đạp để tiến lên. Cô Út, coi ra nói với cậu một tiếng chứ em thấy cậu quỳ đó từ độ trở về tới giờ coi bộ mệt lắm đa. Trời tối như vậy chắc bên ngoài mũi lung lắm đó cô. Thịnh cứ nhìn ra bóng người quỳ trước cửa mà lòng nóng như lửa đốt. Mấy lần trước, mỗi khi cậu Xuân Lý lỡ mờn điều chi không vừa ý cô, thì đều tự quỳ trước cửa để cô nguôi giận. Chỉ một chốc lát là cô Út đã cho người ra mời cậu vào trong. Cớ chi hôm nay, cậu về quỳ đó mấy tiếng đồng hồ mà cô không đái hoài tới một chút chứ. Cô Út Diêu nhíu mày nhìn Thịnh, ánh đèn sáng rọi lên bộ dáng trổ mã của nó. Con hầu ngày ngày kề cận bên người cô, nhìn chẳng khác chi cô con gái của một gia đình phú quý bình thường. Xinh đẹp thanh tú, lại có mấy phần phỏng phao. Chợt sự đa nghi trong cô trỗi dậy, cô nhắc. Thịnh, em nên nhớ, em là con hầu của ai? Thân phận của em là gì? Nếu để cô phát hiện em có làm chuyện chi khuất tất, thì đừng trách cô không nương tay với em đó đa. Cô Diêu nói chuyện không hở răng, ánh mắt lại chầm chầm nhìn vào Thịnh, làm cho nó không tự chủ được, lạnh hết sống lưng. Nó cúi đầu rồi luôn miệng tự giải thích. Em xin lỗi cô, là em sợ cô cậu không hòa thuận, thì cô lại không vui, chứ em nào có lòng riêng chi với cậu, cô có cho em thêm 10 lá gan, em cũng không dám. Cô Diêu chính là kiểu người chẳng gặp chuyện chi thì thôi, một khi có chút sóng gió không mong muốn nào thì lại có tật bới lông tìm vết. Sự hoang mang nghi ngờ của cô đối với Xuân Lý từ những chuyện trước đó khiến cho cô dựng lên một sự phòng bị với sự trung thành của những người xung quanh. Trực giác nói cho cô biết có thể tên Xuân Lý với con hầu của cô sớm đã đạt thành một thỏa thuận nào đó mà cô chưa phát hiện ra. Thôi đi, em ra đó nói với cậu là trong người cô không khỏe. Biểu cậu tự đứng dậy, rồi tối nay cậu ngủ tạm ở phòng mật diệt một bữa. Vừa phân phó xong, cô vừa tự tháo trăm cài tóc. Mái tóc đen dài không có gì giữ lại, bung xõa xuống tới thắt lưng. Thịnh hiểu cô Út muốn đi ngủ, nó cẩn thận
đợi cô lên giường, rồi xóa mùng xuống, thổi tắt ngọn đèn lớn trong phòng. Khi nghe Thịnh nhẹ nhàng đóng cửa, cô Diêu đi chân trần, thật khẽ xuống giường. Cô thuần thục bước đi trong bóng tối, lờ mờ, hướng ra cửa. Dù gì nơi đây cũng là phòng ở của cô mười mấy năm qua. Cô áp tai lên cánh cửa mà nghe động tĩnh bên ngoài. Chớ của Út đâu? Mẹ em ra đây có một mình vậy hả? Xuân Liên nhỏ giọng hỏi Thịnh. Cô Út đi ngủ rồi, cậu mau đứng dậy đi. Cô biểu tối nay cậu ngủ trong phòng mần diệt một bữa. Cô Út trong người uể oải, muốn ngủ một mình. Sau đó là tiếng phủi bụi đất vang lên. Tiếng nói khe khẽ nũng nịu của Thịnh lại tiếp tục. Khổ thân cậu dậy nè, cậu quay về phòng mần diệt đi. Em vô coi Cút ngủ say, tối tối em lại qua an ủi cậu. Cô không thương cậu thì còn có em mà. Cô Diêu không tin nổi vào tai mình. Con hầu cùng cô kề cận lớn lên. Cô dẫu có ngang ngược, khó hầu hạ, cũng chưa từng đối xử tệ bạc với nó. Vậy mà một kẻ là chồng mới cưới, một kẻ là con hầu cô thương yêu tin tưởng, hai người bọn họ sau lưng cô tặng tiểu với nhau. Không được, tối nay cậu không có hứng ở với em. Kệ em cố gắng to nhỏ khuyên nhủ cô, miễn cô nguôi giận thì cậu bù chê một lượt. Xuân Lý ngọt ngào dỗ dành con Thịnh. Thảo nào trước nay nó luôn một hai đối tốt hắn trước mặt cô, không ngờ chỉ trong một ngày mà cô Du biết quá nhiều mặt trái của chồng mình. Cô sốc tới mức bây giờ ngay cả mặt hắn cô cũng chẳng muốn nhìn tới nữa. Cô Diêu rón rén quay trở về giường ngủ. Khi bước chân Xuân Lý đã đi xa, Thịnh cũng nhẹ chân trải chiếc chăn nhỏ lên cái chõng tre cạnh giường của chủ. Một đêm ròng, cả hai người phụ nữ trong căn phòng đều không ngủ được. Cô Diêu đương nghĩ cách đối phó với hai kẻ thân thiết đã phản bội mình. Còn Thịnh lại nghĩ cách nói nào có thể thành công khiến cô Diêu thôi hằn học với cậu Xuân Lý. Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Thịnh dậy sớm đi rót nước, nhúng khăn. Nước đã nguội hơn hai đợt mà cô Diêu vẫn chưa tỉnh dậy. Nó thấp thỏm theo dõi từng cử động của người trên giường. Cuối cùng, ánh mắt không thể che giấu được niềm vui mừng khi thấy chủ nhân mở mắt. Trễ luôn vậy, sao không gọi cô dậy Thịnh? Cô Diêu nhèo mắt hỏi. Mặc dù ánh sáng bên ngoài không thể nào xuyên qua tấm rèm cửa mà chiếu vào mắt cô, nhưng cô vẫn tỏ ra như ánh mắt nhức mỏi lung lắm. Nó nhanh chân chạy tới đỡ cô Diêu ngồi dậy, xỏ vào chân cô đôi guốc gỗ, không chờ được mà nói. Cậu nói cô không khỏe, biểu em xong mũi đặng cô ngủ cho ngon đó đa. Nhưng mà không biết đêm qua có chuyện chi mà cô giận cậu lung vậy? Trời vừa hửng sáng, cậu đã tìm tới cửa chờ rồi cô. Em thấy bộ đồ y hệt như hôm qua, lúc cậu quỳ gối, nên chắc cả đêm, ở phòng mần diệt, cậu cũng chưa tắm rửa chi đâu. Cô Diêu ngồi xuống bàn chải tóc. Mọi sự đều chậm rãi, giống như chuyện cậu Xuân Lý đương chịu khổ không liên quan tới cô. Cô nói, có ai mần chuyện quấy mà không phải chịu tội đâu hả em? Dù cho đó là cậu, là chồng cô đi nữa thì cũng phải như vậy. Tay cầm một cái trăm ngọc trai gọn gàng búi lên búi tóc của mình, cô nói tiếp, người ta thường nghĩ rằng nếu càng được ưu ái thì sẽ càng có đặc quyền mần chuyện sai quấy, nhưng thực ra không phải như vậy. Chỉ cần em không phải là chủ nhân thì càng ở vị trí cao càng phải mười phần cẩn trọng, vì nếu không may bị phát hiện chỉ có con đường chết. Cái lược trên tay con Thịnh lụp cụp rơi xuống nền đất. Ánh mắt cô Diêu không giấu vết, liếc nhìn sự lúng túng kia, rồi âm thầm cụp mắt. Thịnh cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình mà ấp úng nói, dẫu gì cô với cậu cũng là tình nghĩa vợ chồng. Em thấy cậu Xuân Lý mỗi bận cô giận dỗi đều tự hạ mình xin cô thứ lỗi. Huống gì lần này cậu cũng tự biết quỳ gối bên ngoài cả buổi tối đó đa. Cô Diêu nghe Thịnh nói xong thì ra vẻ chưa suy nghĩ một lúc, rồi đích thân bước ra mở cửa phòng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hắn dùng hết vẻ tội nghiệp của cả đời cộng lại nhìn cô. Cô Diêu mỉm cười, nụ cười giống như mọi khi, tha thứ cho những lần hắn làm trái ý.
Mình coi vào trong, tắm rửa thay quần áo, có chi qua hết một đêm mà để bộ dạng lộm thộm dậy ra. Xuân Lý vui mừng, hắn nở nụ cười lấy lòng rồi nói, Mình ngoảnh mặt quay đầu với tôi từ hôm qua tới giờ. Tới giấc ngủ tôi còn chẳng chợp mắt được, huống chi là lo tắm rửa chải chuốt mình. Hắn nắm lấy bàn tay của Diêu. Bàn tay hắn lạnh lạnh giống như cả đêm qua chịu rét rất nhiều. Hắn nói với cô tới chỗ quan tri huyện trước, rồi hắn sửa soạn sẽ tới sau. Còn Thịnh từ trong bước ra thì nhìn thấy cảnh này. Cô Diêu nhìn rõ ràng con hầu của mình đương chậm chậm hướng vào nơi bàn tay vợ chồng cô được xếp lên dao. Xuân Lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn phải công nhận quả thật sự phản đòn của cậu Liêm vô cùng chuẩn xác, đủ phân lượng khiến cô Diêu chẳng nhìn mặt hắn cả một đêm. Nhưng sự việc sáng nay lại khiến hắn một lần nữa tin tưởng cô Diêu đã là cá trong ao của hắn. Dù cho có bất kỳ việc gì xảy ra thì chỉ cần hắn sử dụng vài mánh khóe nhỏ đã thành công dỗ dành người đàn bà yếu lòng kia. Mình đi tới chỗ quan tri huyện trước, tôi tắm rửa một chút sẽ qua sau. Thịnh, em coi mở đường cô đi cẩn thận. Khúc hành lang cậu thấy có mấy đoạn rong rêu, nhớ dắt tay cô đó đã. Thịnh bước lên giống như vô cùng ngưỡng mộ sự thâm tình của hắn dành cho vợ. Cô Diêu thì cúi đầu cười ngọt ngào. Ba người cùng diễn cảnh tượng vợ chồng hòa hợp giống như ngày trước. Chỉ mình cô Diêu mới biết trong đầu cô lúc này đã dọn sẵn một con đường đầy chông gai, hướng đi thật xa vào quan tri huyện, chờ hai kẻ nọ cùng nhau giẫm vào. Nhưng con đường này muốn bọn họ một đi không trở lại thì cô cũng phải nói trước với cha cô, bởi dẫu tên Xuân Lý kia có là hạng người mang tâm phản bội thì ở chỗ quan tri huyện cũng cần chuẩn bị kỹ càng để thế chỗ hắn ta. Cô Diêu không phải không biết hắn cũng là kẻ có năng lực mần diệt, nếu như đột ngột đạp đổ hắn ta, khó tránh sẽ bị hắn làm chó cùng, dứt dậu mà cắn ngược lại chính mình. Quan tri huyện sau khi nghe cô nói rõ sự tình, gương mặt béo tròn của ông ta đăm chiêu suy nghĩ. Ngày trước nếu như con không nặng nặc đòi lấy hắn ta thì bữa nay chuyện này cũng đã dễ giải quyết hơn rất nhiều. Cho cưới hỏi đã xong, hôn thú cũng đã tên đề một điểm như vậy, con định mừng sao để nhà ta không chịu mang tiếng đây hả? Cha chỉ việc tìm tới một người có thể đảm nhận công chuyện hắn đương làm, còn một cái hôn thú thì có chi khó giải quyết đâu cha. Chỉ cần một người có tiếng nói chứng kiến cảnh hắn đương tàng tiểu với người khác là xong chuyện ngay chứ chi. Quan tri huyện nhìn ánh mắt con gái sắc lạnh khi nhắc tới chuyện của Xuân Lý thì thở dài. Suy cho cùng cũng là một đứa trẻ số khổ, đường tình duyên của nó cũng gặp ghềnh truân chuyên, chứ có bằng phẳng chi đâu, tới một người thật lòng cũng không tìm được. Thôi thì con tự liệu mà mần chuyện, nếu mời này con có mở lòng với ai á thì cũng chớ có vội vã chọn lầm. Những kẻ cùng con hồng hạnh vượt tường cha có thể che giấu thì thôi, chứ thời buổi này đợt bà xé hôn thú bỏ chồng á thì danh tiếng chẳng mấy dễ nghe đó đa. Cô Diêu cụp mắt không trả lời. Quan tri huyện hôm nay nói ra những sự tình này với cô là đương nhắc nhở cái ranh giới ông có thể dung túng cho cô cũng gần tới giới hạn. Cô tự giễu cười chính mình, nếu như thực sự tìm được cái gọi là chân ái thì hà cớ chi người ta lại phải cố sức trầm luân trong cái tình đời đầy may rủi này chứ. Cô trong lòng hiểu rõ, nhưng ông quan tri huyện cả đời chỉ bận tâm tới những tranh đấu trên quan trường thì không hiểu được như vậy. Xuân Lý vừa tới nơi thì ông tri huyện đã giao cho hắn một tờ quan lệnh, cho hắn trong vòng 7 ngày phải đích thân thúc giục theo sát mấy người bên quan công bộ hoàn thành đoạn đê ngăn lũ cho cánh đồng bên dàm cỏ. Cậu gấp rút về soạn sửa, đi trong sớm hôm nay, đặng cho gia đình nó kịp chèo trở lại nhà phòng khi trời tối. Nhớ là trong vòng 7 ngày, còn chậm nhất là 10 ngày, không thể kéo dài hơn. Xuân Lý chau mày, nhìn tờ lệnh trên tay, trong lòng hắn vô cùng thắc mắc. Tại sao trước giờ chưa hề nghe ý tứ cha vợ đưa hắn đi qua bên đó?
Đồng giàm cỏ là nơi khỉ ho cò gáy, mặc dầu ruộng nương cũng nhiều, nhưng toàn là mấy cái chòi lá của bọn ta điền nghèo canh ruộng. Chưa hăng qua đã 7 ngày, có khác chi bắt hắn chịu khổ 7 ngày chứ. Thưa cha, chớ chi phải đích thân nhà ta sang hối thúc dạy cha, chứ không lẽ mấy người đắp đê họ có lòng riêng hay sao cha? Xuân Lý hỏi vậy, nhưng ông quan tri huyện lại rõ ràng hiểu hắn đương nói kẻ có lòng riêng chính là ông. Cớ chi cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng biểu hắn đi trong chừng. Cậu ăn lương của nhà ta thì phải mận chuyện nhà ta giao phó chứ. Với lại người có chí hướng tới chỗ cao thì trước tiên phải đứng vững chính những nơi thấp kém trước. Chẳng lẽ đạo lý cây to rễ sâu đón gió này cậu không biết hả? Vậy là Xuân Lý không có đường thoái thác. Hắn qua loa ăn chút đồ ăn sáng rồi trở về thu dọn hành lý lên đường. Cô Diêu cố tình nán lại không đi cùng. Cô dặn Thình: Thình, em lấy cái giỏ xếp đồ cậu ngay ngắn vào trong, cho cậu đi làm xa. Nhớ soạn hết các thứ vật cần thiết, đặng cậu vài ngày nghe không? Thình gật đầu vâng dạ, rồi nhanh chân đi ngay sau đó. Cô Diêu nhìn theo bóng lưng đó mỉm cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Cô sẽ tạo cho hai người đó thật nhiều không gian riêng, cho họ tháo xuống sự cẩn trọng trước giờ, để tới khi sự phòng bị của họ lỏng lẻo thì bị tấn công bất chợt mới không có cơ hội trở mình. Buổi trưa của mấy ngày sau đó, tại nhà may thuộc gia sản của ông Phú Nhân, cậu Liêm và mợ Thu cùng ngồi trò chuyện với một người đàn ông điển trai tên Thức. Trên chiếc bàn gỗ đặt ở một góc khuất gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua mấy khe hở chiếu vào gương mặt đẹp đẽ của ba người ở đây. Cậu Liêm vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch của một người trẻ tuổi, đặt ly trà xuống bàn rồi hỏi Thức: Long rầy, cậu có nghe ngóng chỗ cô Diêu bên đó có động tĩnh chi không? Chuyện tôi kể hôm trước, cậu dám chừng có mần nổi hay là đầu hàng rồi? Thức dắt chân lên gối, cũng vàng nhã kiểm tra sắp tiền giấy dày cộm trong cái bao thư vừa nhận được. Bờ môi anh mỉm cười hài lòng rồi trả lời: Đã thành công đem lại ấn tượng sâu sắc với cô Diêu rồi. Nhưng qua tiếp xúc hôm đó thì tôi cũng biết rõ cô ta tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng câu dẫn như vậy. Một gương mặt hoàn hảo thực ra không thể làm gì cả. Mợ Thu gật đầu đồng ý. Cô cũng công nhận con gái quan tri huyện không phải một người dễ dàng chấp nhận đem một người đàn ông đứng bên cạnh mình ra ánh sáng. Tên Xuân Lý có thể nhanh như vậy khiến cô Diêu đã chấp nhận kết hôn là do hắn cho cô được những thứ mấy người đàn ông khác không có. Nếu một người muốn chiếm lấy vị trí của hắn trong lòng cô Diêu thì chỉ có hai cách. Một là khiến cho thứ khác biệt mà hắn có hoàn toàn sụp đổ. Hai là phải xuất sắc hơn hắn, khiến cô ta hiểu được Xuân Lý không phải là người tốt nhất để sống cùng. Nghĩ vậy, mợ Thu lại nói: Bên nhà cô Diêu không thiếu người có tài, cha cô ta lại có quyền, bản thân cô ta cũng là kẻ lắm tiền bởi được ông tri huyện nuông chiều chu cấp. Chỉ có chân tình là thứ cô Diêu được khao khát có được, và tất nhiên ngay cả Xuân Lý cũng chẳng thể cho cô ta. Vậy chứ cậu mợ muốn tôi dùng chân tình để nắm lấy trái tim cô Diêu phải không? Nhưng chân tình là thứ một khi đã đem ra để níu lấy người khác thì chính mình cũng bị cột chặt vào đó. Tôi thành công mượn chuyện cậu mợ cậy nhờ rồi, chỉ e phải dành cả đời ở lại đó đã. Cậu Liêm nhìn Thức, cậu hiểu anh ta đương nói gì. Cậu hứng thú nhìn vào mắt người thanh niên đối diện nói: Đừng nói cậu Thức đây tung chưa bắt người ta chưa đặng thì bị người ta làm cho thần trí điên đảo đó chứ. Theo tôi biết thì cậu đây là ông bầu trẻ tuổi tài cán ở Sài Thành, dạng sắc nước hương trời nào cậu chưa từng gặp, mà lại phải lòng của Úc Diêu, con gái quan tri huyện dưới này sao? Diễn biến câu chuyện này nằm ngoài kế hoạch của cậu Liêm. Ban đầu cậu chỉ định cậy người xuất hiện làm cho cô Diêu thờ ơ với Xuân Lý, chặt đứt chỗ dựa của hắn ta ở nhà quan tri huyện. Nhưng không biết gọi là may hay rủi mà cậu Thức đã phải lòng đối tượng mình định ra tay.
Bây giờ cậu đã biết vậy rồi, chuyện đó có cần đến tôi nữa hay không? Mợ Thu nhìn cậu Liêm. Chuyện này nghe qua thì tưởng đâu chính là bất lợi, nhưng suy cho cùng cũng chẳng can dự gì tới kết cục mà bọn họ muốn hướng tới. Mợ nói, có chi mà không cần. Ngay từ đầu chồng tôi chỉ muốn cậu đây lấy lòng cô Diêu. Nếu như cái duyên cái số kia đã định cậu có tình cảm với cổ thì cứ việc thuận theo tự nhiên mà tiến tới. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cậu một chuyện, Xuân Lý mới là người chồng chánh thức, đừng có hôn thú với cô Diêu. Hai chữ chân tình của cậu muốn được đền đáp, chỉ e là phải cố gắng rất nhiều. Thức nghe mợ Thu nói vậy thì cụp mi mắt không trả lời. Anh ta chẳng biết những cảm xúc mãnh liệt của hắn với cô Diêu là đúng hay sai. Chữ duyên giữa họ tới cùng là nhân duyên hay nghiệt duyên cũng chưa rõ. Nhưng từ độ gặp cô hôm trước, không lúc nào trong lòng anh thôi suy nghĩ về người con gái ngơ ngác nhìn mình. Đôi mắt trong chắc ấy, trong phút chốc khiến hắn quên mất mục đích ban đầu tiếp cận cô là gì. Không sao hết, bản thân tôi hiện nay hệt như một tán cây cô độc, chẳng vướng bận chi nhiều, càng dư giả thời gian. May mà cậu Mở lẫn cô Diêu rạch ròi ân oán, chứ không á thì tôi đã bị kẹt giữa hai bên rồi đó. Ba người yên lặng uống trà với nhau, thi thoảng đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ra vào trong tiệm may. Những cuộn giấy thượng hạng đủ màu sắc hoa văn được trưng bày trên quầy khiến cho không gian đặc biệt huy hoàng rực rỡ. Rời khỏi tiệm may, Thức cất sắp tiền vào sâu trong túi áo. Anh ta mang một tờ tiền khác của mình mua lấy cả bó gương sen xanh mướt ngay đầu chợ. Đứa nhỏ bàn chân còn lắm bùn đất do vừa mới lội hái sen lên. Thấy cậu thanh niên ra tiền mua hết tất cả gương sen của mình thì vui mừng luôn lắm. Nó tiếu tích dùng dây lạc vừa buộc chặt từng cọng vào với nhau, không quên xen kẽ mấy cái bông màu hồng nhạt làm nổi bật lên nền màu xanh mướt. Con biết nhà ông quan tri huyện chứ? Đứa nhỏ ngơ ngác gãi đầu hỏi. Thưa biết, nhưng mà cậu muốn tới đó thì phải đi một đoạn xa lắm đa. Cậu là người thân của ông quan hả? Vậy cậu cho con thêm 10 đồng, con kêu xe kéo ôm bó sen này qua bên đó, rồi nói với người ta là có người gửi đó cho cô Úc Diêu. Đứa nhỏ nhận lấy tiền rồi hỏi tiếp. Lỡ người ta gặng hỏi ai biết thì sao hở cậu? Thì con cứ nói qua loa, tả lại dáng vẻ của cậu là được. Với con nói, coi như đây là món quà cậu đền cho cô Diêu vì chuyện cái khăn hôm trước. Ánh mắt lanh lợi của đứa nhỏ kia như đã hiểu sự việc, nó nhanh chóng chạy ra kêu một người kéo xe rồi lên đường đi ngay. Thức xoay người bước về hướng bến xe. Loay hoay nửa ngày cũng đã đến lúc trở lại Sài Thành. Ngày hôm nay anh xuống thị trấn này với hai mục đích. Chuyện thứ nhất là gặp cậu Liêm để bàn chuyện như dự định. Chuyện thứ hai chính là anh muốn làm điều gì đó cho cô Diêu, không vì sự toan tính nào cả. Thực ra có vài điều Thức nghe ngóng được từ mấy ngày qua, nhưng lại không kể lại với vợ chồng Liêm, bởi cậu không muốn Liêm nhìn cô Diêu với cái nhìn thương hại để hoàn thành sự cậy nhờ của Liêm. Thức đã làm gần như mọi cách chỉ để tìm hiểu về gia cảnh nhà quan tri huyện. Tất nhiên Sài Thành là một chỗ rất dễ dàng làm được chuyện này. Không ai biết được lúc Thức đọc tờ trích lục được gửi về là lúc cuộc đời sóng gió, nhiều nỗi niềm của cô Diêu được một người ngoài biết đến. Thức trầm ngâm không nói, lòng anh chất chồng những tâm sự ngổn ngang. Thảo nào ánh mắt sắc sảo xinh đẹp của cô Diêu ngày đối diện với hắn lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Ở chỗ này, khi đứa nhỏ đứng ngoài cổng gọi mấy tiếng thì có người ra hỏi. Nó cứ không nói, chỉ nặng nặc muốn gặp cô Diêu. Mấy người làm sợ rằng bạn bè chia của cô Út ghé tặng quà bất chợt, liền lập tức chạy vào báo tin. Cô Út Diêu nhìn đứa nhỏ lấm lem bùn đất đường ôm khư khư một bó sen trong lòng. Cô hỏi, cháu kiếm cô mần chi đây? Cô nhớ không có biết ai trạc tuổi mày hết ra. Bẩm cô, bó sen này là cậu kia, cô không biết tên, nói là mua gửi làm quà cho cô Út Diêu nhà quan tri huyện. Cậu còn dặn con đưa tận tay cho cô,
nhắn là cậu xin lỗi. Chuyện cái khăn chia đó con cũng không rõ nữa. Cô Diêu đón lấy bó sen từ tay đứa nhỏ. Mấy bông hoa dù không còn tươi mấy, nhưng từng hạt non xanh cột thành chùm lớn nhìn vào khá mướt mắt. Nó còn hương thơm thoang thoảng, xông vào mũi vô cùng dễ chịu. Cô lại bớt giác nhớ tới gương mặt người đàn ông điển trai mình gặp hôm nào, thưởng thêm cho đứa nhỏ mấy đồng bạc rồi ôm đồ vào bên trong. Xuân Lý đi ròng rã 10 ngày. Buổi tối hắn trở lại cô Diêu đã suýt không nhận ra hắn nữa. Người thư sinh 10 ngón tay quanh năm cầm bút, dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ mà cô từng biết, hôm nay lại thay bằng sự tiều tụy đến đáng thương. Hắn nhìn cô Diêu đang dòm ngó các đĩa máy chậu hoa mới trồng, nhẹ nhàng hờn dỗi. Lóng rầy tôi đi lâu như vậy, sao không thấy mình gửi thơ tới đồng? Bên đó chẳng có ai đặng tôi cậy mang thơ cho mình, chỉ chờ mình đưa tới hỏi thăm mà không chờ được. Gương mặt hắn gầm đen do ngày ngày phơi nắng ngoài đồng ruộng. Bọn lính quan công bộ lười nhác thành quen, chỉ cần ông phụ tá quan tri huyện không có mặt ở đây thì tị nạnh nhau chẳng làm việc gì. Xuân Lý nóng lòng về nhận công với cha vợ, nên một ngày 12 canh giờ đều ở lại chân đê mà canh chừng. Binh lính được chia ca để đắp đất, nhưng ông phụ tá chỉ có một người, nên hiển nhiên chịu mũi cắn, chịu nắng, chịu mưa cho tới khi con đê hoàn thành. Hắn mấy năm nay ăn sung mặc sướng nên đã sớm quên mất gia cảnh nghèo khó cực khổ trước kia của mình. Hôm nay lại nếm trải một lần, quả thật chỉ muốn thật nhanh xong việc rời khỏi chốn khỉ ho cò gáy này. Có chi mình đi mới có 10 ngày mà bộ dạng thảm thương luôn vậy nè. Cô Diêu đứng lên nhìn hắn, nhưng chân cũng không có bước tới gần, chỉ bớt động một chỗ, giữ khoảng cách nhất định với Xuân Lý. Nhưng còn Thịnh thì khác, cậu đi tới nay có ghét 10 hôm, nó cũng nhớ nhung trông ngóng cậu bao nhiêu đó thời gian. Nó quên đi sự hiện diện của cô Diêu mà tiến tới đỡ lấy cái giỏ trên tay Xuân Lý, gấp gáp hỏi. Cậu mau vào trong, uống miếng nước, coi bộ cậu cũng mệt lung lắm ra. Cậu ngồi nghỉ mệt, em đi xuống nhà dưới kêu gia nhân nấu nước cậu tắm rửa nghe. Thình, em lăn xăng bần chi? Xô nước giếng cô biểu đã múc tới chưa? Tưới vào mấy cái cây cho cô, đừng quên làm qua cô chết héo thì tiếc lắm đã. Còn Thình lẫn Xuân Lý đều sững người. Cô Diêu vẫn nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, nhưng sau một chút quan tâm cũng chẳng dành cho hắn. Cô chỉ để ý tới mấy chậu hoa còn chưa kịp trổ bông trước mặt thôi. Cô Diêu nhìn ra vẻ mặt mất mát khó coi của Xuân Lý, cô cười cười rồi nói, em chọc con Thịnh một chút chứ. Mình mau vào trong với nó đi, em tưới xong chậu cây này rồi, em vào sao? Xuân Lý lúc này quá mệt mỏi, hắn cũng chẳng thể nghĩ được gì nhiều hơn, chỉ gật đầu theo sau con Thịnh đi vào bên trong tắm rửa. Cô Diêu đưa tay quát thằng nhỏ sai giặt, lại dặn dò. Con chạy ra nhà trước, nói với ông, cậu Xuân Lý mận xong chuyện ông giao rồi, nên tối nay cô có nấu mâm cơm cho cậu bồi bổ. Giờ ông đánh tiếng, mời ông bà trưởng trấn, tối nay qua cùng ăn bữa cơm nghe con. Thằng nhỏ sai giặt, dân dạ chạy đi. Cô Diêu phủi phủi đôi tay, vốn không có mấy bụi bẩn của mình. Sau đó, thong thả đi vào trong, sai nhà bếp gấp rút đi chợ nấu cơm. Cô hoàn toàn không để tâm tới chồng mình và con hầu thân cận của mình hiện giờ đang chuẩn bị mừng cái chi bên trong phòng ngủ của cô. Cô tự nói với chính mình, hai người cứ tranh thủ mà quấn quýt với nhau đi, để mơi này bị đuổi khỏi nhà rồi có muốn mặn nồng á thì cũng chẳng làm được tại nơi sang trọng giữa đây đâu. Bữa cơm tối hôm đó được bày biện vô cùng thịnh soạn. Chỉ có điều thay vì ông quan tri huyện cùng vợ chồng cô Diêu sẽ dùng chung một mâm, thì bây giờ chỉ có một bàn ăn nhỏ được đặt trong phòng cô Diêu và Xuân Lý. Tất nhiên không thể thiếu mặt con Thịnh. Còn ông quan tri huyện bên kia đương uống rượu với ông bà trưởng trấn. Xuân Lý không hề biết chuyện hôm nay nhà có khách. Cha có khỏe không mình? Sao hôm nay
không thấy cha dùng cơm cùng cả nhà vậy? Hay để chút nữa, cơm nước xong xuôi, tôi sai người nấu một nồi cháo, đem sang cho cha ăn tạm hả? Cô Diêu cười cười nói. Thì đúng là cha không khỏe, nên buổi trưa có đốc tờ tới khám bệnh. Họ đưa thuốc tây cho uống, để tịnh dưỡng mấy hôm. Em có cho người mời cha ăn cơm, nhưng ông đói mệt, không muốn dùng bây giờ đó mình. Trên bàn ăn có rất nhiều món Xuân Lý thích. Cô còn sắm một bình rượu nếp mới cho hắn. Xuân Lý cứ ngỡ cô Diêu tiểu ý lấy lòng mình sau bao ngày xa cách. Hắn không chút phòng bị, ăn thịt, uống rượu. Còn Thịnh cũng đứng đó gắp đồ ăn cho hai người, khi lại kịp thời thêm cho cậu chủ một chén cơm trắng. Khung cảnh hòa hợp kia mới hơn chừng nửa giờ thì thằng nhỏ sai giặt hớt hải chạy sang báo. Cô ơi, ông thức dậy biểu là đau đầu luôn lắm. Cháo bà vú nấu mang tới ông cũng chẳng chịu ăn lấy chút nào. Ông sai con biểu cô qua hầu bệnh ông đêm nay. Cô Diệu nhíu cặp lông mày xinh đẹp, vội vã gác đôi đũa xuống chén mà nói. Cha chả, chớ ông đau đầu dữ không? Cho bộ thuốc đốc tờ cho, uống không hết hả? Xuân Lý cũng đứng dậy muốn sang coi cha vợ một chút. Nhưng cô Diệu nói, hắn mới vừa bôn ba ở xa về, kêu hắn cứ ở đây ăn cơm, rồi nghỉ ngơi, sớm mời qua thăm chưa muộn. Khi nào cha ngủ tôi đoán chừng sang rước mình về bên này nghỉ ngơi. Chơi lạ chỗ, cha đương bệnh, mần sau mình chịu được suốt đêm đây. Cô Diêu không giấu được cảm xúc lo lắng trên gương mặt. Trong lúc chải tóc cuốn gọn lên đã trả lời. Cha chắc là đương mệt lung lắm, nên em sẽ canh với bà vú tới trời sáng mới thôi. Mình chớ đợi em mần chi cho cực. Nghỉ ngơi sớm, đặng còn lo phụ cha mần chuyện công sự nghe mình. Xong rồi cô vội vã bước đi mà không gọi con Thình theo. Nó nhìn bước chân của Út đi xa thì trong lòng nó mừng như nở hoa. Cậu thì hay rồi, cậu mần chi để cô Diêu tin tưởng dữ vậy nè. Dám để cậu ở đây với em cả đêm mà đi chăm sóc ông chứ. Chắc cô biết cậu đi xa mệt mỏi nên đặc biệt sắp xếp em làm vui lòng cậu đó đa. Xuân Lý ngẩn mặt nhìn con chốt đắc lực mình đặt bên cạnh cô Diêu. Mấy phần rượu nóng dần dần khiến cho tầm mắt hắn trở nên say sưa hơn. Dẫu cho thân phận con Thình có lắm thấp hèn, nhưng so với người đàn bà từng dập dờn ông bướm Dư Diêu thì trong sạch hơn trăm lần. Bản thân trong trắng nhưng gia cảnh lại phận tôi đòi. Sau này hắn có chánh thức thành chủ nhân cũng chẳng thể đem người này cưới làm vợ cả. Hắn nhắm chặt mi mắt mà nghĩ tới Ngọc Thu. Quanh đi quẩn lại, chẳng có một người phụ nữ nào trong đời hắn khiến hắn hài lòng như cô ấy. Nhưng chung quy đã trở mặt thành thù, hắn có tiếc mấy cũng không nghĩ có thể đem Ngọc Thu trở lại. Trong cơn say rượu cùng với sự khát khao xa cách hơn 10 ngày nay, Xuân Lý đã bạo gan cùng với con Thình làm chuyện đó ngay trong chính căn phòng của vợ chồng hắn. Khi hai kẻ mần chuyện không để người khác biết đường quấn lấy nhau thì cửa phòng mở ra, đèn đuốc trong phòng vốn chưa tắt hết càng làm sáng tỏ thêm cảnh tượng đáng xấu hổ bên trong. Cha chả, ai đợi cha vợ phải đích thân mời khách tới nhà để nói chuyện lót đường thăng tiến, không ngừng khen con rể có công giám sát đắp đê. Hắn không để mặt tới thì thôi, vậy mà ngay dưới mi mắt cha vợ ăn nằm với con đàn bà khác. Nhìn coi, đây là người chồng mà thị Diêu cháu tôi dành hết thương yêu lấy về đây sao? Giọng nói bà trưởng trấn không có chút kiềm chế, giọng bà lãnh lót đầy tức giận vang lên khiến cho con Thình lập tức thoát khỏi vòng tay Xuân Lý mà hốt hoảng lui vào một góc giường. Xuân Lý đương ngơ ngác, còn chưa phản ứng kịp chuyện gì được xảy ra thì đã bị một lực rất mạnh đâm thẳng vào bên trái mắt của hắn. Khốn kiếp quá đà, cậu vậy mà dám phản bội con gái tôi hả? Còn nhỏ một thân một mình qua xin lỗi khách, nói cậu lao lực quá nhiều nên không thể tới ra mắt quan trên. Cậu mần vậy mà coi đẳng hay sao? Cú đấm vừa rồi khiến Xuân Lý tỉnh trù hẳn. Ánh mắt hắn trợn trừng nhìn từng người đương đứng trước mặt mình, gấp rút khoác vội chiếc áo vào rồi giải thích. Hiểu lầm rồi thưa cha,
con chắc chắn trong này có chuyện chi khuất tất. Chẳng phải thằng giỏi vừa sang nói cha bệnh nặng nên biểu vợ con qua đó hầu bệnh sáng đêm nay sao cha? Chớ chi thình lình lại có khách khứa tới chơi chứ? Cha không thấy chuyện này kỳ cục lắm hay sao? Trong khi Xuân Lý đương khàn cổ giải thích sự việc thì một tiếng loảng xoảng vang lên. Cô Diêu đứng chết trân trước cửa phòng, dưới chân là một khay thức ăn nhẹ rơi xuống dở dụng thành từng mảnh, dùng chảy khắp nơi, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt quẩn quanh mi. Cô nói: cứ cho những gì mình nói là sự thật đi, thì mình nỡ lòng nào ngay lúc cha em bệnh nặng, em thức đêm phục hầu mà lại tàn tiểu với con hầu của em ngay trên chiếc giường của vợ chồng mình vậy hả? Tân hôn mới hơn 4 tháng, mình có còn lương tâm không hả mình? Vừa nói xong, cô Diêu như phát điên lao tới bên giường. Cô không quan tâm những mảnh vỡ trên đất mà giẫm đạp nghiền nát chúng dưới đôi guốc gỗ. Tiếng răng rắc lạo xạo vang lên khiến cho người ta lạnh sống lưng. Tiếng hét chói tai vang lên, con Thịnh chỉ có thể dùng tay che mặt rút mình sâu trong góc giường. Em giật chồng ai cũng được, có chi em lại giật chồng cô hả Thịnh? Cô coi em như em gái trong nhà, nuôi em tới trắng trẻo xinh đẹp luôn như vậy, vậy mà chỗ đường hoàng em không muốn, lại muốn sau lưng cô ngủ với chồng cô hả Thịnh? Cô Diêu vốn có tính cách ngang tàn, những người thân thuộc ai cũng biết hết cả, vậy nên hôm nay trong vở diễn này cô chẳng thèm tiếc với cảm xúc và tánh ý của mình Mần Chi. Cô càng phát điên, càng làm loạn thì mọi chuyện mới càng giống thật chứ. Còn Thịnh chưa bao giờ bị ai mạnh tay vô vậy, nó bị đánh tối tấp, một nhúm tóc trên đầu còn bị cô Diêu nắm lấy mà giật mạnh. Cảm giác tê dại, đau rát trên da đầu khiến nó buộc miệng kêu lớn: cậu ơi, cứu em, cô đánh em đau quá cậu ơi. Không phải cậu từng nói em mới là người phụ nữ cậu muốn cả đời chung sống hay sao? Cớ chi cậu không cứu em hả cậu ơi? Cô Diêu mỉm cười rất khẽ: cậu cũng muốn nghe cũng đã nghe, đoạn kịch cũng đã tới hồi kết thúc. Cô dừng tay lại, không chú ý hình tượng xinh đẹp như thường ngày mà hét lớn: biến hết đi, từ rày về sau đừng để tôi thấy mặt hai người ở cái thị trấn này nữa. Nếu hôm nay cha còn luyến tiếc hắn ta thì con đập đầu vô cột chết đi cho cha vừa lòng. Bà trưởng trấn vội vào tới ngăn cản hành động của cô Diêu. Bà không để đứa trẻ bà từng nhìn từ nhỏ tới lớn làm điều dại dột vì một tên chồng cặn bã như vậy. Thôi con, chớ vì xúc động mà làm chuyện cu dại lung vậy ra. Cha con phải đuổi hắn đi, luôn cả con đợt bà kia nữa. Nếu ông tri huyện diệt tiết một tên phụ tá mà mướt kể con Diêu, thì từ rầy hai nhà ta cũng không cần qua lại nữa. Mọi chuyện ập tới quá đột ngột, Xuân Lý giống như cá mắc cạn, không thể dãy dụa được gì. Hắn không thể chối cãi, cũng không có đường nào chối cãi. Đêm hôm khuya khoắt, trước mặt ông bà trưởng trấn, ông quan tri huyện cắn răng buộc hắn đóng dấu vào tờ giấy xác nhận quà đi. Hắn cứ như vậy bị tống cổ ra khỏi nhà vợ. Khi vừa đi xa trở về chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, từ một ông phủ tá kề cận cũng là con rể quan tri huyện, phút chốc Xuân Lý trở lại thời điểm chẳng có gì trong tay. Chỉ là khác nhau ở chỗ hắn có thêm một người cần phải lo lắng ngày 3 bữa cơm, nhưng lại hoàn toàn mất đi cơ hội tìm chút công danh ở cái vùng này. Thử hỏi ai dám nhận vào một người bị quan tri huyện từ mặt chứ? Người dưới không dám thuê vì không đủ sức chịu cơn thịnh nộ công tri huyện. Người trên thì chẳng cần thuê vì một kẻ phụ tá cũng không nên chuyện, thì lấy tư cách gì đảm nhận những vị trí cao hơn? Trước khi hai người họ chuẩn bị rời đi, Xuân Lý bị gia đình giữ lại bên ngoài sân, chỉ cho phép con Thịnh vào trong gom quần áo. Ông quan tri huyện và vợ chồng ông trưởng trấn cũng đã rời khỏi, không gian an tĩnh rất nhiều. Con Thịnh đang cúi đầu thu dọn mớ quần áo. Một người chỉ giỏi nói ngọt nhưng đầu óc có phần đơn giản như đó, có lẽ tới giờ này cũng chưa biết mình bị giăng bẫy như thế nào. Nó không dám nhìn thẳng mặt cô Diêu, người chủ nhân mà nó đã gắn bó mấy năm trời. Em cầm lấy số bạc này rồi coi tìm nơi nương tựa khác đi. Đừng nói cô không dạy khôn em nghe. Cho người như Xuân Lý, ngay cả cô hắn còn phản bội, thì nói gì tới một đứa người hầu
đã hết giá trị lợi dụng, lại chẳng chốn đương thân với em chứ. Con Thịnh nhìn một túi bạc cắt khá nặng trên bàn, còn có mấy tờ tiền giấy gói bên trong. Nó từ từ đưa ánh mắt nhìn tới vẻ mặt bình tĩnh của cô Diêu. Thì ra chuyện hôm nay là một tay cô sắp đặt hả? Cớ gì cô hại cậu với em bị đuổi ra khỏi nhà vậy chứ? Cô dứt một chút bạc lẻ ra đây là đang bố thí cho em sao? Cô Diêu cười lớn, cười cho sự ngớ ngẩn của con Thịnh, cũng cười cho thời gian chính mình bị che mắt bịt tai lâu như vậy. Em nói sai rồi, cô từng nhiều lần ý tứ nói với em, đừng ý mình được ưu ái thì được cái quyền mần chuyển sai. Em mần sai thì phải chịu tội. Xuân Lý cũng vậy, và ngay cả cô cũng như vậy. Cô nhắc lại, túi bạc này là cơ hội cuối cùng cô cho em thay đổi tương lai của chính mình. Chọn hắn hoặc chọn tìm nơi khác nương tựa, tùy em. Nói xong, cô Diêu bước ra khỏi phòng, một giọt nước mắt không kìm được rơi dài xuống má. Cô nhanh tay lao đi, sau đó lớn giọng gọi mấy gia đình. Đưa hai người này ra khỏi cửa ngay lập tức, sau đó mang hết những vật dụng còn lại, quăng hết xuống sông cho cô. Nhanh! Trời bắt đầu rỉ rả mưa. Con Thịnh giấu túi bạc rất sâu dưới đống quần áo cũ. Nó không ngừng suy nghĩ về những lời mà cô Diêu vừa nói. Ánh mắt nó nhìn sang Xuân Lý, người đàn ông khiến nó phản bội chủ nhân từ lúc nào không hay. Hắn thấy Thịnh nhìn vào mình, cơn nóng giận chợt nổi lên, thẳng tay tát vào mặt nó một cái rất mạnh, làm nó té nhào dưới đường đất. Lúc này cậu Xuân Lý nào còn là người đàn ông ôm nhu nhẹ nhàng như trước nữa. Bản chất vũ phu đã lộ ra rồi. Hắn mắng chửi nó thậm tệ, khiến Thịnh bị sốc như rơi vào vực thẳm. Thấy nó té ngã vẫn ôm chặt túi đồ cũ trong lòng, hắn cười khẩy. Nghèo hèn ăn vào xương cốt, để coi đống đồ rách đó của cô có xé ra mà ăn cho đỡ đói được hay không. Nếu chịu đánh chửi được thì cứ cố bước theo tôi, còn không thì biến cho khuất mắt. Dù gì từ đây về sau, ngoài đống đồ rách đó cô cũng chẳng có được cái gì đâu. Con Thịnh đưa mắt nhìn Xuân Lý, nó dứt khoát đứng dậy, dứt cái giỏ đồ của hắn xuống đất, giữ lấy hành lý của mình nói. Nếu vậy thì đừng ai nấy đi, coi như tôi mắt mù mới bị cậu dẫn dụ suốt thời gian qua. Tất cả cảnh tượng này xui rủi làm sao lọt vào tầm mắt của thằng Giáp, thằng sai vặt của cậu Liêm. Nó không ngờ chuyến đi này lại thu hoạch được nhiều như vậy. Chuyện là nửa đêm nửa hôm mà mở thu thèm ăn trái bận, thèm tới không thể nào ngủ được, cậu cho người đốt đuốc đi tìm. Lúc nãy cậu Liêm đầu tóc bù xù đứng giữa nhà nói rằng, mấy đứa bay đi kiếm bần ổi cho mợ, đi mua cũng được, đi hái cũng được, thậm chí đi trộm cũng được, miễn sao đem được trái bần về cho mợ ăn đã thèm thì cậu cho 10 ngày công. Vậy là y như chạy tìm kho báu, mấy tên gia đình bắt đầu thủa ra xung quanh. Hoặc như thằng Giáp, nó dắt hẳn một con lừa đánh xe đi xa xa thị trấn mà tìm. 10 ngày công vừa được hái nằm trong túi thì trên đường về nó lại chứng kiến cảnh này. Nó thúc con lừa già chạy hết sức lực đi về kể cậu nghe, biết đâu mợ vui lại được cho thêm cả tháng lương cũng không chừng. Trong căn phòng rộng lớn của Liêm và Thu, cô đương cầm trên tay trái bận to tròn vừa chín tới, nhăn mặt cắn một miếng với vẻ đầy thỏa mãn, lại hứng thú nghe thằng Giáp kể chuyện Xuân Lý bị gia đình nhà quan tri huyện đuổi cổ ra ngoài với con hầu thì vui vẻ bật cười. Liêm cưng chiều nhìn cô nói, tiếc thật chứ, công Tịnh tôi cậy cậu thức ra tay để giành giật ái Tịnh, muốn kéo chân tên Xuân Lý đang trên cao kia rớt xuống, vậy mà chưa kịp mừng cái chi thì tự hắn làm chuyện dối trá bị người ta bắt được. Ngọc Thu trong miệng còn dai dai, nhưng vẻ mặt đã sớm nhăn lại vì chị chua khủng khiếp truyền tới. Hàm răng cô ê ẩm nhưng vẫn trả lời Liêm. Giờ hắn gấp gáp lại tham lam chứ chi, nóng lòng muốn đứng vững lại không thể bỏ ra nửa phần thật lòng với cô Diêu. Một khi không thật lòng thì sanh ra sai sót, mà tánh tình cô Diêu không hề dễ chịu, nên phải cậy nhờ người bên tai khuyên nhủ. Một người chồng toan tính gặp một người vợ đa nghi lại lỗi đời, lại thêm một con hầu gây thơ mơ mộng, chắc chắn sẽ dẫn tới kết cục này thôi. Liêm nhìn thằng Giáp vẫn đứng trơ trơ đó
không nhúc nhích. Cậu hỏi: Chớ chi, mày đứng chàng răng riết trong phòng cậu mợ vậy đa? Khuya rồi, mày không định cho ai ngủ hả? Thằng Giáp không sợ chết, nhịp nhịp cái chân, rồi ánh mắt nhìn lên nóc nhà. Nó bâng quơ nói: Trời khuya lung dậy mà leo cây hái bần cũng cực nhọc lung lắm cậu ơi. Rồi lại hóng thêm chuyện lúc trời mưa gió như vậy á, cũng mệt mỏi chứ không phải sướng à. Ngọc Thu bật cười bởi tánh tình cà rỡn của chủ tớ thằng Giáp. Cô nói: Mình hỏng cho tiền thưởng thì tối nay nó đứng trân trân ở đây đó, coi mình có ngủ được không nghe. Cậu Liêm mở hộp tủ, rút hai tờ tiền giấy thẳng thớm đưa trước mặt thằng Giáp. Cậu nghiến răng trừng mắt với nó: Mày được, nhân lúc có mợ mày còn dám đòi tiền cậu mày. Đợi ngày mai mợ đi qua chỗ bà chơi, cậu cho mày xách dao ra giường mần hết đống cỏ dại bù tiền hôm nay. Thằng Giáp mặc kệ, nó hí hửng ôm tiền rồi chuồn ra ngoài. Ngọc Thu leo lên giường nằm ở trong, cậu Liêm cũng theo sau leo lên, nhưng cách xa vợ một khoảng rất lớn. Mợ Thu thấy lạ hỏi: Chứ sao không nằm sát vô trong mà gồng người ở sát mép giường vậy hả mình? Em thấy cũng sợ mình ngủ quên té xuống đó đa. Liêm giả vờ ngủ quên không trả lời cô. Mãi sau này khi đứa nhỏ đã lớn, cậu mới thú nhận mấy tháng đầu bà Phú Nhân ép cậu không được ngủ chung giường với vợ vì sợ cậu làm cái chi tổn hại tới đứa nhỏ. Cậu năn nỉ giận hờn mấy ngày mới được bà thỏa hiệp để cậu ở chung, nhưng mà bà kiên quyết nói: Chuyện chi má cũng nghe lời con được, nhưng riêng chuyện này có chết má cũng bắt con nghe theo. Đàn bà mang thai mấy tháng đầu kiên cử đủ đường, còn cứ đeo bám ở cùng tay chân đụng phải thì làm đau cả mẹ lẫn con đó đa. Khác với không khí vui vẻ hòa hợp của gia đình cậu Liêm và sự mỹ mãn của mợ Thu, chỗ cô Diêu từ khi Xuân Lý rời đi hơn nửa năm cũng không có một người đàn ông nào tới lui dược rào như độ trước. Cậu Thức nhận được tin cô Diêu hòa ly với chồng thì cứ khăn gói lên xuống giữa Sài Thành và cái thị trấn nhỏ. Cậu đi suốt hơn 2 năm trời, đến đổi nhà xe quen mặt cậu mà chừa ghế cho cậu mỗi chiều thứ sáu hàng tuần. Cậu Thức có khi làm khách nhà cô Diêu tới chập tối, trễ chuyến xe lại lọ mọ sang nhà khách của cậu Liêm thuê phòng tá túc một đêm, tới sớm mơi trở lại Sài Thành. Hôm nay cũng vậy, cậu Thức xách vali nhỏ được gia đình dẫn vào nhà. Cậu ngồi cả buổi mới thấy cậu Liêm dắt tay đứa nhỏ đang chập chững bước đi từ trong phòng ra. Thấy Thức, thằng nhỏ khoanh tay lễ phép ạ một tiếng rõ dài: Để cậu đợi lâu. Thằng nhỏ nó đeo miết tôi chưa mận sổ sách được cái chi. Nghe gia đình báo có cậu Thức ghé chơi, khó khăn lắm mới dụ được nó ra ngoài đó chứ. Là chỗ bạn bè làm ăn khá lâu năm, cậu Thức choáng váng khi thấy cậu Liêm thay đổi tới chóng mặt từ đồ lấy vợ. Từ một người làm ăn trẻ tuổi phóng khoáng, bây giờ nhìn xem chẳng khác gì một người đàn ông ở nhà ăn cơm mềm của vợ. Mặc dầu cậu Thức thừa biết mọi sự tiện nong trong nhà đều do cậu Liêm nắm giữ, tất nhiên mợ Thu cũng là người phụ giúp đắc lực cho chồng. Cậu cho sắp nhỏ mở cửa cho tôi tá túc một đêm nữa, muộn thì giờ trở lại mất rồi. À, với lại chắc cũng cần một phần thức ăn nhẹ. Bà đó cô Diêu cũng chưa có đãi món gì. Liêm nhìn dáng vẻ si tình có đôi chút mặt dày của Thức, cậu lắc đầu cười cười, bế đứa nhỏ vào trong, vừa đi vừa dặn: Bà Vú, đi mở cửa phòng cho cậu Thức, dơi coi nấu ít gì cho cậu ăn. Nấu ngon một chút làm phước chứ, tội nghiệp cảnh trâu đi tìm cọc, năm này qua tháng nọ, thiệt khiến người ta mũi lòng. Thức nghiến răng nhìn vẻ ngạo mạn của Liêm, anh chẳng làm gì được tên đàn ông này, bởi lẽ hắn chẳng có gì là chưa có cả. Mới 20 tuổi đầu mà trong tay có gia sản, trên vai có đứa con trai bụ bẫm, trước mặt có người vợ cậu ta từng hết lòng hết dạ yêu thương, lại đương ban cho hắn một đôi song thai sắp chào đời. Thức thở dài, nhớ về cánh cửa nhà quan tri huyện cao vời vợi bên đó. Không biết cậu phải phấn đấu bao lâu mới có thể đạt được một gia đình giống như cậu Liêm bây giờ nữa.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Mợ Liêm và Phú Gia. Và không biết là sau khi quý vị nghe xong bộ truyện vừa rồi thì quý vị có cảm nhận gì? Hãy cho Trinh biết được cảm nhận của quý vị bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Còn nếu những quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.